Ngạn Hy, học trò nổi tiếng của Lisa bị bắt quả tang ăn cắp tại shop quần áo, có cả video bằng chứng. Mới đây, hàng loạt trang báo lớn xứ Trung sáng nay xôn xao trước thông tin cực hot. Một chủ shop quần áo đã đăng tải trong nhóm chat bạn bè clip một nam thanh niên vào cửa hàng anh ăn cắp vặt. Camera đã ghi lại hành động đáng xấu hổ trên. Tuy nhiên, điều đáng nói chỉ trong vòng một thời gian ngắn, netizen đã truy lùng ra kẻ trộm này, đó chính là Ngạn Hy, thí sinh từng tham gia show Thanh Xuân Có Bạn 3 vừa qua. Nhiều fan nhận định ra người thanh niên trong clip lan truyền trên mạng xã hội có mặc chiếc áo giống hệt với Ngạn Hy trong một buổi livestream. Không chỉ vậy, ngay cả kiểu tóc cũng hoàn toàn giống nhau. Sau khi scandal này nổ ra, netizen thể hiện sự thất vọng lớn, nhiều bình luận gay gắt được viết trên mạng xã hội. Thật không thể tin nổi. Trong cậu ta cũng sáng sủa và bảnh bao mà sao lại làm việc này? Xấu hổ quá đi mất. Fan xấu hổ dùm cho thần tượng. Ai có thể ngờ rằng idol showbiz lại đi ăn cắp vặt, lại còn bị tung clip bắt quả tang nữa chứ? Cho tới thời điểm hiện tại, phía công ty quản lý cũng như Ngạn Hy chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Ngạn Hy sinh năm 1996, hiện là ca sĩ, diễn viên và là thực tập sinh tham dự Thanh Xuân Có Bạn 3, trở thành học trò của Lisa cùng dàn huấn luyện viên đình đám như Phan Vĩ Bá, Lý Vũ Xuân. Không chỉ vậy, Ngạn Hy còn từng là thực tập sinh tu nghiệp tại Hàn Quốc và là bạn thân của thánh lố Ngu Thư Hân. Trên mạng xã hội, Ngạn Hy có tới gần 9 triệu lượt follow. Hình ảnh cũng như clip về Mỹ Nam này luôn nhận được ngàn tim, ngàn share. Hành động ăn cắp của Ngạn Hy chắc chắn gây ảnh hưởng tới tên tuổi, uy tín của idol này. Ngạn Hy có thể sử dụng được 4 thứ tiếng, Trung, Anh, Hàn, Nhật vô cùng trôi chảy. Năm 2013, Ngạn Hy tham gia vào chương trình tài năng toàn cầu Performance A được sản xuất bởi SM Entertainment Korea và Japan TBS TV, được lựa chọn bởi SM Company trong cuộc thi tuyển chọn trạm Quảng Châu và đến Hàn Quốc để đào tạo. Sau khi trở về từ SM, cậu thành lập studio riêng tại Thượng Hải. Ngạn Hy từng tham gia đóng một số bộ phim truyền hình như Minh Tinh Chí Nguyện, Nghịch Tập Chi Tinh Đồ Thôi Sáng, Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân, Đấu Phá Thương Khung, Có Lẽ Là Yêu, Thân Ái Dược Vương Đại Nhân, tuy nhiên vẫn chưa gây được dấu ấn. Tới cuối năm 2018, đầu năm 2019, bộ phim chiếu mạng Có Lẽ Là Yêu lên sóng, cái tên Ngạn Hy bắt đầu trở thành một cơn sốt nhỏ. Trong phim, Ngạn Hy vào vai Vệ Khanh, một tổng đài bá đạo, lạnh lùng nhưng nội tâm sâu sắc, hết lòng yêu thương người bạn gái Chu Thị, Hứa Hiểu Nặc của mình. Từ hình ảnh Vệ Khanh trong nguyên tác truyện, Ngạn Hy đã rất thành công thể hiện được một Vệ Khanh chân thật, bằng xương bằng thịt trên truyền hình. Từ bộ phim Có Lẽ Là Yêu, cái tên Ngạn Hy đã trở thành mẫu người yêu lý tưởng của rất nhiều bạn gái. Và dĩ nhiên, fan club của Ngạn Hy cũng tăng số lượng lên đáng kể. Không thể phủ nhận chính gương mặt điển trai, phong cách thời thượng cùng vóc dáng cao ráo giúp Ngạn Hy trở thành con cưng mới của thị trường phim ảnh nói riêng và giới giải trí nói chung. Hiện anh chàng nhận được kha khá lời mời đóng phim cũng như chụp ảnh tạp chí. Tuy đến thời điểm này Ngạn Hy chưa nổi tiếng được như Hầu Minh Hạo hay Hình Chiêu Lâm, nhưng tin chắc rằng với thực lực hiện tại, Ngạn Hy sẽ sớm ngày phát triển mạnh mẽ hơn nữa.